Thưa quý vị, nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo trên địa bàn thành phố đến năm 2030 và thiết thực chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng, 24 năm ngày dân vận cả nước, Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội thi dân vận khéo thành phố Đà Nẵng lần thứ nhất năm 2023. Hội thi đã nhận được sự hưởng ứng tham gia tích cực của các đơn vị địa phương. Đến nay, công tác chuẩn bị cho hội thi đã sẵn sàng. Thời gian qua, các đơn vị vũ trang trên địa bàn đã chủ động tổ chức các hội thi dân vận khéo trong đơn vị với nhiều hình thức như thuyết trình, hùng biện, diễn xuất, v.v. Thông qua hội thi đã lựa chọn những hạt nhân và tiếp tục xây dựng kịch bản, lựa chọn chủ đề phù hợp, thiết thực để tổ chức luyện tập chuẩn bị chu đáo cho hội thi dân vận khéo thành phố Đà Nẵng lần thứ nhất. Đến nay thì có thể nói là mọi sự hợp luyện, mọi sự tập luyện của từng cá nhân đã cơ bản hoàn tất. Sự hợp luyện giữa các tổ, các đội đã hoàn chỉnh. Công tác chuẩn bị đang vào giai đoạn nước rút và chúng tôi đã sẵn sàng cho hội thi sắp tới. Đây là lần đầu tiên hội thi dân vận khéo cấp thành phố diễn ra, nên các địa phương đều bày tỏ sự phấn khởi, xác định đây sẽ là dịp để những cán bộ làm công tác dân vận trao đổi, học tập kinh nghiệm, cũng như kỹ năng xử lý các tình huống dân vận trên địa bàn. Hầu hết các địa phương, đơn vị đều chọn các nội dung tham gia hội thi liên quan đến các mô hình dân vận khéo đã được thành phố nhân rộng theo đề án số 04, đồng thời lồng ghép với tình hình công tác dân vận thực tế tại địa phương. Không riêng gì quận Liên Chiểu, cùng với cái quyết tâm chung của các quận huyện cũng như là các đơn vị trên địa bàn của toàn thành phố sẵn sàng tham gia với lại cái tinh thần cũng như là cái sự hào hứng phấn khởi và cái công tác chuẩn bị cao nhất để có thể góp phần vào cái thành công chung của hội thi lần này cũng như là góp phần để làm tốt hơn nữa cái công tác dân vận của Đảng trên địa bàn của toàn thành phố trong thời gian tới. Ngày mai, ngày 4 tháng 10, hội thi sẽ chính thức diễn ra tại Cung Văn hóa Thiếu nhi Đà Nẵng. Có 19 đội dự thi, bao gồm 7 quận huyện, các sở ngành, hội đoàn thể và các đơn vị lực lượng vũ trang. Ban Dân vận Thành ủy cho biết, đến nay qua theo dõi, các đơn vị tham gia đã chuẩn bị rất kỹ về kiến thức, đầu tư thời gian luyện tập, cơ sở vật chất, đạo cụ, trang phục. Bên cạnh đó, xác định hội thi dân vận khéo lần thứ nhất năm 2023 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo trên địa bàn. Ban Dân vận Thành ủy đã chú trọng trong công tác tổ chức để hội thi thật sự mang lại hiệu quả cao, tạo tính lan tỏa. Từ thế này, ngay từ tháng 5 năm 2023, thì chúng tôi đã xây dựng kế hoạch phát động, triển khai đến mặt trận các tổ chức chính trị xã hội của thành phố, các quận ủy, huyện ủy, các cái đảng ủy trực thuộc Thành ủy. Ban Dân vận Thành ủy đã chủ trì phối hợp với các ngành liên quan để xây dựng cái kế hoạch chi tiết nội dung hội thi, công tác tuyên truyền, công tác tổ chức hậu cần phục vụ cho hội thi, đồng thời phối hợp với lại ban tổ chức, ban giám khảo ban hành nội quy, quy chế, thể lệ, chuẩn bị hệ thống câu hỏi đáp án, nội dung chương trình và theo dõi đôn đốc hướng dẫn các cái đơn vị triển khai thực hiện. Thông qua hình thức sân khấu hóa của hội thi, Ban Dân vận Thành ủy mong muốn nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị về vị trí vai trò công tác dân vận của Đảng, góp phần tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, sinh động chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước và triển khai cụ thể hóa nghị quyết 22 của Đảng bộ thành phố gắn với mục tiêu xây dựng, phát triển thành phố Đà Nẵng.